chúng ta tiếp tục với đặc điểm của ký sinh trùng. Về đặc điểm hình thể thì hình thể của ký sinh trùng rất là đa dạng và phong phú, kích thước khác nhau, chỉ phát triển các bộ phận và cơ quan cần thiết cho đời sống ký sinh. Và ở trên hình là các em thấy đó chính là hình thể của đầu tiên là ký sinh trùng sốt rét. Ký sinh trong hồng cầu, đây là thể tư dưỡng của ký sinh trùng sốt rét với hình nhẫn. Hình ảnh tiếp theo là hình ảnh của sán dây hay sán dải. Đây là hình vuông đũa. Và cuối cùng là hình ảnh của sán lá gan lớn. Về đặc điểm sống thì ký sinh trùng hầu hết cần có các yếu tố vật chủ và môi trường tự nhiên. Về đặc điểm sinh sản thì ký sinh trùng sinh sản đa dạng với các rất là nhiều hình thức khác nhau, như sinh sản hữu tính, sinh sản vô tính, sinh sản lưỡng tính, phôi tự sinh hay đa phôi. Sinh sản hữu tính là hình thức kết hợp giữa ký sinh trùng đực và cái. Ví dụ vuông đũa, vuông mắt là hình thức sinh sản hữu tính. Sinh sản vô tính là ký sinh trùng tự phân chia hoặc nhân lên nảy mầm. Ví dụ như amip, nấm me là hình thức sinh sản vô tính. Sinh sản lưỡng tính có nghĩa là cả cơ quan sinh dục đực và cái hiện diện trên cùng một cá thể ký sinh trùng. Ví dụ như sán dây hay sán dải là hình thức sinh sản lưỡng tính, bởi vì cơ quan sinh dục đực và cái hiện diện trên cùng một cá thể. Phôi tự sinh có nghĩa là ký sinh trùng có thể sinh sản ngay ở giai đoạn ổ trùng. Ví dụ của phôi tự sinh như trường hợp của vuông lươn. Và đa phôi có nghĩa là từ một trứng có thể nở thành nhiều ấu trùng. Ví dụ như trường hợp của sán lá là hình thức sinh sản đa phôi. Đây là vuông đũa, đây là nấm me và đây là sán lá gan lớn. Về phân loại ký sinh trùng thì người ta phân ký sinh trùng làm 4 ngành, đó là ngành động vật đơn bào, ngành vuông, ngành động vật chân đốt và ngành nấm. Trong ngành động vật đơn bào thì chúng ta sẽ có lớp chân giả, lớp trùng roi, lớp trùng lông. Chúng ta đặt tên cái lớp như lớp trùng lông thì xung quanh sẽ có một cái lớp lông mịn, và lớp bào tử như ký sinh trùng sốt rét. Ảnh phụ vuông tròn, vuông đũa, vuông tóc, vuông móc, vuông kim, vân vân. Ảnh phụ vuông dạng sáng như sáng lá nhỏ ở gan, sáng lá lớn ở gan, sáng lá phổi, sáng dây, có sáng dây bợ lợn, sáng dây bò. Ngành động vật chân đốt thì có một số cái loại như là bọ chét, cháy rằn, ve, mò, ruồi, muỗi, vân vân. Nấm thì cũng chia làm bước 4 lớp: nấm tảo, túi, lớp nấm đảm và lớp nấm bắc toàn. Phần thứ tư là tác hại của ký sinh trùng đối với vật chủ. Ký sinh trùng gây bệnh bằng cách chiếm thức ăn của vật chủ, gây độc cho cơ thể vật chủ, gây tắc nghẽn cơ học. Ký sinh trùng gây ra các phản ứng dị ứng, gây kích thích tổn thương tại chỗ, viêm nhiễm hay gây biến đổi các thành phần nội mô của cơ thể. Một số hình ảnh tác hại do ký sinh trùng gây này. Là
tình trạng tắc ruột non, tắc ruột. Hoặc đây là trường hợp viêm da do ấu trùng vô mắt nó xâm nhập ra da, và các em thấy là dưới da có những cái đường ngoằn ngoèo như thế này. Một số cái tác hại khác do ký sinh trùng gây ra. Do cái sinh trùng nó đốt và nó cái lở loét như thế này. Đó, và đây là do cái phụ cho ngôi bài học sao. Và không chỉ phù ở mà nó còn có thể nó gây ra phù ở rất là nhiều cái bộ phận khác nhau như trên hình. Đây là cái tình trạng biến dạng xương do đương bào Leishmania gây ra. Bệnh thường gặp ở châu Phi. Vâng, vâng là một số cái hình ảnh của sưu tầm để thêm hình dung về những cái tác hại do ký sinh trùng gây ra, thì nó có rất là nhiều tác hại khác nhau tùy thuộc vào loại ký sinh trùng. Thứ năm là bệnh ký sinh trùng. Vậy thì bệnh ký sinh trùng nó có những cái đặc điểm nào? Bệnh ký sinh trùng thì có bốn cái đặc điểm chính, đó là phổ biến theo vùng, lâu dài, có thời hạn và thầm lặng. Để chẩn đoán bệnh ký sinh trùng thì triệu chứng lâm sàng và yếu tố dịch tễ, thì đây là hai cái yếu tố mà giúp cho cái công tác định hướng, tác dụng hướng để chẩn đoán bệnh ký sinh trùng. Còn để phát hiện chính xác người bệnh có nhiễm ký sinh trùng hay không thì người ta phải dựa vào cái chẩn đoán cận lâm sàng bằng những phương pháp xét nghiệm trực tiếp hay gián tiếp. Xét nghiệm trực tiếp như phát hiện ký sinh trùng trong bệnh phẩm, gián tiếp xét nghiệm hướng kỹ thuật sinh tự. Ra câu hỏi tiếp theo là em cho cô biết điểm ký sinh trùng và bệnh virus là gì.
Rồi bạn nào cho cô biết nào? Điểm khác biệt giữa bệnh ký sinh trùng và bệnh do vi khuẩn virus theo các em là gì? Điểm khác biệt giữa bệnh ký sinh trùng và bệnh do vi khuẩn virus ở đây đó là bệnh ký sinh trùng thì ký sinh trùng sinh sản chậm hơn, tạo ra số lượng mầm bệnh ít hơn. Còn trong khi bệnh do vi khuẩn virus thì mầm bệnh nhân lên nhanh chóng, sản xuất số lượng lớn mầm bệnh trong cơ thể người. Đối với bệnh ký sinh trùng thì thường là không có triệu chứng lâm sàng rõ rệt, trong khi bệnh do vi khuẩn virus thì thường cấp tính, độc cao và có khả năng gây chết người. Đối với bệnh ký sinh trùng thì diễn biến bệnh thường mãn tính và dễ tái nhiễm. Đó là một số cái điểm chính về sự khác biệt giữa bệnh ký sinh trùng và bệnh do vi khuẩn virus. Chúng ta đi sang phần tiếp theo, đó là những cái nguyên tắc phòng chống bệnh ký sinh trùng. Nguyên tắc ở đây đó là có trọng tâm, trọng điểm, có kế hoạch tấn công trên môi quy mô rộng lớn, thời gian phải lâu dài và phải dựa vào cộng đồng. Biện pháp thực hiện thì phải diệt ký sinh trùng, điều trị triệt để người bệnh và người lành mang mầm bệnh, diệt ký sinh trùng ở vật chủ trung gian, diệt ký sinh trùng ở ngoại cảnh và cắt đứt chu trình phát triển của ký sinh trùng. Ở đây là một bệnh sử về một người đàn ông mà bị ký sinh trùng. Đó là một thanh niên sinh năm 1970 ở Bình Phước với căn bệnh lạ, đó là người bị lột da như rắn và toàn thân đen sạm, từ một người đàn ông khỏe mạnh to lớn thì thanh niên này đã mắc phải căn bệnh như thế này. Đây là diễn tiến của bệnh. Thì vào tháng 7 năm 2000, bỗng nhiên thì anh đã chích thuốc và mua thuốc về uống, nhưng mà sau đó thì bệnh tình diễn biến ngày càng nặng hơn. Chân của anh không bớt sưng mà anh còn bị ho và sốt cao. Khi mà anh đi khám tại rất là nhiều cái cơ sở y tế khác nhau thì được chẩn đoán mỗi nơi một kiểu. Anh đã được chẩn đoán là sốt xuất huyết đen do phát hiện là vỡ hồng cầu. Sau đó thì trên người anh là bắt đầu xuất hiện rất là nhiều cái vết bong khác nhau và bị tràn dịch màng phổi. Điều trị một thời gian mấy tháng nhưng mà bệnh tình của anh vẫn không thuyên giảm. Và tại rất là nhiều bệnh viện khác nhau thì mỗi nơi chẩn đoán một kiểu. Nơi thì cho rằng đây là dị ứng thuốc, nơi cho rằng bị nhiễm trùng máu của màng phổi, chứng Stevenson, sốt xuất huyết, vân vân. Nhưng mà dù điều trị cách nào thì cũng cái bệnh của anh vẫn không có thuyên giảm. Thì tiếp theo sau đó là vào tháng 9 thì bộ môn ký sinh trùng vi nấm trường Đại học Y Học Thạch đã kết luận
anh bị nhiễm rất là nhiều cái loại ký sinh trùng khác nhau, như là giun chó, giun đuổi chó mèo, giun lươn và amip entamoeba systolytica. Và các em thấy rằng hình ảnh này thì các em thấy rằng cái tác hại của những cái bệnh do ký sinh trùng gây ra nó rất là nguy hiểm, cho nên là chúng ta không không nên chủ quan đối với những cái bệnh do ký sinh trùng. Và theo tiến sĩ bác sĩ Trần Phổ Mạnh Siêu, giám đốc Trung tâm Y tế Dự phòng Thành phố Hồ Chí Minh, thì bệnh do nhiễm ký sinh trùng chủ yếu là qua đường ăn uống hoặc tiếp xúc qua da. Qua đường ăn uống thì việc lây nhiễm gặp phải chủ yếu khi chúng ta sử dụng các loại thức ăn sống chưa chế biến, chưa qua chế biến hoặc chế biến chưa kỹ, nấu chưa chín. Còn ở đường tiếp xúc qua da thì ký sinh trùng có thể lây nhiễm khi con người chúng ta tiếp xúc với những cái bề mặt có chứa vuông sáng trong quá trình lao động, sinh hoạt. Thì ký sinh trùng nó sẽ đi vào mạch máu rồi tấn công các cơ quan nội tạng. Rồi, thì mình đã học cái bài hôm nay linh trùng. Mình học rất là nhiều kiến thức khác nhau, những cái định nghĩa về ký sinh trùng, về ký chủ, về chu trình phát triển, về tác hại do ký sinh trùng gây ra, cũng như là cái đặc điểm của bệnh ký sinh trùng và cái nguyên tắc để phòng bệnh ký sinh trùng. Rồi, thì bây giờ là mình sẽ ôn tập lại một chút về tất cả những cái nội dung vừa học. Thì cô đã thiết kế ở đây một cái ô chữ để các em trả lời. Ví dụ như số 1 lẫn có mấy ô là các em sẽ trả lời điền vào đó. Thì các em sẽ trả lời bằng cách là các em sẽ nhắn tin vào một tin nhắn nha cô. Thì bạn nào có câu trả lời thì nó sẽ nhắn tin vào một tin nhắn. Ví dụ như các em sẽ nhắn số 1 là gì đó, số 2 là chữ gì đó, cho nó khớp với cái số ô chữ trên màn hình. Được chưa? Rồi. Đó. Thì cô thấy Trang rất là tích cực nè, nó thấy số 1 rồi đó. Giờ cô đọc câu hỏi và các em sẽ cho cô cái câu trả lời trong thời gian ngắn nhất là 1 phút, được chưa? Hoặc là càng càng sớm càng nhanh càng tốt. Giờ cô đọc này, giờ cô đọc là các em sẽ bạn nào biết thì các em cứ nhắn tin vào đó, và chút nữa là mình sẽ sau đáp án ra để xem thử mình đúng hay sai, được chưa? Rồi giờ cô sẽ bắt đầu số 1. Thì các em nghe câu câu cô câu hỏi và mình sẽ nhắn tin cái câu trả lời lên. Sự sống chung giữa hai sinh vật không có tính chất bắt buộc. Khi sống chung thì cả hai đều có lợi. Câu 2, khi sống chung thì một bên có lợi, bên kia không lợi nhưng không hại. Câu 3, động vật có sinh trùng của người. Nhắn là các em cố gắng nhắn cái ví dụ như số 3 là gì đó để sau đây mình kiểm tra cho dễ. Số 3, động vật có mang ký sinh trùng của người. Và cô gợi ý là khi mà cái đáp án của các em là các em phải ướp vào cái ô của cô để xem thử là nó có đúng cái số ô hay không. Câu 4, cố gắng nhanh nha. Sự sống chung giữa hai sinh vật là bắt buộc và cả hai cùng có lợi. Câu 5, sinh vật sống bám hưởng lợi trong khi sinh vật kia bị thiệt hại.
Câu 6. Ký sinh trùng sống bên trong cơ thể sinh vật khác. Câu 7. Ký sinh trùng của một ký sinh trùng. Rồi, thì cô nhìn sơ đáp án đó. Lớp mình rất là giỏi ha. Giờ đây là đáp án. À, được chưa? Đáp án thì cô thấy lớp mình trả lời hoàn toàn chính xác. À, chúng ta đi sang cái nội dung thứ hai trong buổi học ngày hôm nay, đó là đại cương về vuông sáng.